Lần đầu tiên 7 chuyên gia hàng đầu về blockchain đến từ Việt Nam và quốc tế cùng quy tụ tại một buổi tọa đàm quy mô lớn về blockchain mang tên Blockchain và ứng dụng thực tế. Buổi tọa đàm đã giúp cho các nhà đầu tư Việt Nam có cái nhìn toàn cảnh về sự phát triển của công nghệ blockchain cũng như nắm bắt những xu hướng mới nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Xuất phát từ niềm mong mỏi cung cấp nhiều thông tin và lan tỏa công nghệ blockchain đến với mọi người, Blockchain Business Center, Figma 4.0, Cộng đồng Con VN và KinetiSec đã chung tay tổ chức buổi tòa đàm blockchain và ứng dụng thực tế. Đến với sự kiện, hàng trăm khách tham dự có cơ hội lắng nghe, chia sẻ cũng như giao lưu, trò chuyện với các chuyên gia đầu ngành đến từ khắp nơi trên thế giới. Buổi tòa đàm đã cung cấp góc nhìn cụ thể và bao quát toàn cảnh sự phát triển của công nghệ blockchain trong thời điểm hiện tại, đồng thời khuyến khích khách tham dự mạnh dạng cập nhật xu hướng công nghệ mới nhằm phát triển cộng đồng blockchain Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Tôi đã nghe nhiều người bạn và đồng nghiệp nói rằng blockchain hiện được biết đến rộng rãi tại Việt Nam, Đến với sự kiện lần này, tôi muốn cùng trao đổi với cộng đồng blockchain Việt Nam nhằm tìm hiểu rõ hơn về hoạt động blockchain tại đây. Đồng thời trao đổi thông tin nhằm nâng cao hiểu biết, kinh nghiệm về blockchain không chỉ cho người tham gia hôm nay mà cả cho tôi nữa. Tòa đàm lần này cũng là sự kiện quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam về công nghệ blockchain. Ngoài việc được cung cấp nhiều thông tin giá trị, khách tham dự còn được đặt trước thách thức không nhỏ trước bối cảnh phát triển thần tốc của công nghệ trong thời đại mới, thay đổi để phát triển hay lưỡng lự để rồi tục lại phía sau.